phục vụ ngày là nhiêu? Thì đơn vị cũng đã tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu và quản lý các loại đối tượng hình sự tại cộng đồng dân cư. Đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát 13, chúng tôi quán triệt là phải thực hiện cái phương châm nhanh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất, và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi để đảm bảo cái an ninh trật tự ở cơ sở. Là lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, trực tiếp nhận tin báo và có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra, tinh thần thường trực chiến đấu lúc nào cũng hiện hữu đối với mỗi chiến sĩ cảnh sát 113. Qua hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát 113 đã cùng với các lực lượng tổ chức gần 60 lượt tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Tiếp nhận và giải quyết trên 100 tin báo tố giác tội phạm, tạm giữ 9 đối tượng, bàn giao cho công an địa phương giải quyết. Dù phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, nhưng các